Chào mừng bà con đến với chuyên mục chia sẻ kỹ thuật nuôi tôm to của Bình Minh. Hôm nay, Bình Minh muốn chia sẻ với bà con chuyên đề về biện pháp khắc phục tôm chậm lớn. Phần 2. Nguyên nhân do thời tiết mùa vụ. Tôm chậm lớn thường do các nguyên nhân như yếu tố môi trường, thời tiết mùa vụ, nguồn thức ăn, cách cho ăn, sử dụng thuốc, hóa chất, dịch bệnh, mật độ nuôi, nguồn giống. Nay, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân và biện pháp khắc phục tôm chậm lớn do thời tiết mùa vụ. Vào mùa nắng nóng, khi nhiệt độ cao trên 35 độ C, tôm sẽ thành thục sớm và quá trình hô hấp diễn ra nhanh, làm rối loạn quá trình tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất của cơ thể tôm nuôi. Quá trình hô hấp diễn ra nhanh khi nhiệt độ tăng cao. Vào ban ngày, khi mật độ tảo dày, tảo quang hợp mạnh tạo ra nhiều O2, làm pH tăng cao hơn 8.5, dẫn đến khí độc NH3 sản sinh càng nhiều. Chu kỳ phát triển của tảo diễn ra nhanh, màu nước biến đổi liên tục. Khi tảo tàn đụi, sinh ra nhiều chất thải làm nguồn nước ao nuôi bị ô nhiễm. Vào ban đêm, tôm nuôi, các vi sinh vật và tảo hô hấp tiêu thụ rất nhiều oxy, gây hiện tượng thiếu oxy tạm thời, cao nhất vào lúc 4 tới 6 giờ sáng hàng ngày, đồng thời cũng thải ra nhiều CO2, làm pH giảm thấp hơn 7.5. Và khí độc H2S sản sinh càng nhiều. Khí độc H2S được mệnh danh là sát thủ thầm lặng trong ao nuôi, gây hậu quả rất nặng đối với người nuôi tôm vì chúng có thể làm tôm chết hàng loạt hoặc hơn 90% tôm nuôi trong khoảng thời gian ngắn từ 1 tới 2 giờ. Khi quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh, kích thích tôm bắt mồi nhanh, thời gian vận chuyển thức ăn trong ruột tôm nhanh và liên tục, gây đường ruột giảm hấp thu chất dinh dưỡng, dẫn đến quá trình tiêu hóa bị rối loạn, mất kiểm soát. Tôm thải ra phân sống, tạo ra nhiều chất thải hữu cơ lơ lửng trong môi trường nước, làm quá tải sự phân hủy của hệ vi sinh, dẫn đến nguồn nước nhiều đạm hữu cơ, phát sinh nhiều khí độc H2S, NH3, NO2 và làm màu nước không ổn định, tạo phát triển quá mức, làm biến động các yếu tố pH, oxy, CO2 ngày đêm liên tục. Vào mùa mưa nhiều, làm nhiệt độ nước thay đổi đột ngột từ 32 xuống 25 độ C hoặc thấp hơn 25 độ C. Nước dễ bị phân tầng nhiệt độ, giảm độ mặn, làm tôm mất cân bằng điều hòa áp suất thẩm thấu. Hàm lượng CO2 tăng nhiều, đồng thời oxy và pH lại giảm. pH thấp làm hệ vi sinh môi trường ao nuôi hoạt động kém. Độ kiềm và hàm lượng khoáng chất bị giảm, tăng độ đục, tăng độ phèn, làm tôm mềm vỏ sau khi lột, hàm lượng oxy trong nước giảm, ngăn cản quá trình hô hấp và hấp thu dưỡng chất của tôm. Vào mùa lạnh, khi nhiệt độ giảm thấp hơn 25 độ C, nhiệt độ càng thấp thì quá trình trao đổi chất và hấp thu các chất dinh dưỡng diễn ra càng chậm. Khi nhiệt độ dưới 22 độ C thì tôm sẽ bỏ ăn, vận động kém, chậm lột xác dẫn đến tôm nuôi quá trình tăng trưởng chậm. Các nguyên nhân trên do nắng nóng, mùa mưa hay mùa lạnh làm ảnh hưởng trực tiếp đến tôm nuôi, làm tôm bị stress liên tục gây ức chế đến quá trình sinh trưởng, phát triển của tôm và cũng là nguyên nhân gây bệnh chậm lớn trên tôm nuôi. Và sau đây là một số khuyến cáo dành cho bà con. Bà con nên hạn chế thả giống vào những thời điểm giao mùa, thời điểm nắng kéo dài, mưa liên tục và thời tiết quá lạnh. Lựa chọn con giống sạch bệnh, kháng bệnh và thích nghi cao khi điều kiện môi trường bất lợi. Quản lý tốt nguồn thức ăn và các yếu tố môi trường ao nuôi. Luôn giữ mực nước trung bình 1.2 đến 1.3 m, ổn định nước ao. Bổ sung thêm dụng cụ quạt nước tăng cường oxy. Sử dụng các loại vôi, zeolite và khoáng chất thường xuyên và định kỳ để giảm stress cho tôm. Cải tạo ao, khử phèn, kim loại nặng và thuốc hóa chất bằng ETA 2 đến 3 kg trên 1.000 mét khối trước khi thả giống. Và bà con nên nhớ điều chỉnh các yếu tố môi trường thích hợp, tùy theo từng mô hình nuôi như nuôi quảng canh, công nghiệp ao đất, ao lắp bạt, nuôi công nghệ cao và các mô hình khác mà bà con điều chỉnh mật độ nuôi phù hợp. Ngoài ra,
bà con có thể dùng một số sản phẩm bổ trợ định kỳ để cung cấp vi sinh, nấm men có lợi, lấn át, tiêu diệt mầm bệnh, ổn định màu nước, xử lý nền đáy ao và tăng cường hệ miễn dịch cho tôm nuôi. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp bà con khắc phục được tình trạng nuôi tôm chậm lớn do thời tiết mùa vụ. Nuôi tôm chưa bao giờ là dễ, đặc biệt là ao đất, dịch bệnh, môi trường, thời tiết khắc nghiệt, thách thức khả năng chịu đựng của đàn tôm. Một con giống lớn nhanh và có sức đề kháng cao, vượt qua dịch bệnh, môi trường, thời tiết bất lợi là cần thiết hơn bao giờ hết. Tôm thẻ thế hệ mới thích nghi cao, high tolerance của chúng tôi, đề kháng tốt với bệnh đốm trắng, bệnh chết sớm, giúp tăng tỷ lệ sống, giảm rủi ro về dịch bệnh cho người nuôi. Tôm lớn tốt với thức ăn có độ đạm thấp, hệ số thức ăn thấp, giúp tiết kiệm chi phí thức ăn, hạn chế ô nhiễm nước nuôi. Tôm màu sắc đẹp, vỏ sáng bóng, bán giá cao. Nuôi được mật độ siêu thâm canh trên ao nuôi lót bạt, 250 đến 300 con trên mét vuông. Con giống tốt là khởi nguồn của mùa vụ thành công. Tôm giống thích nghi cao, high tolerance bình minh. Sạch bệnh, lớn nhanh, đề kháng tốt. Nuôi về size to theo mong muốn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại 1900 86 68 69 để được tư vấn. Tôm giống bình minh, niềm tin của mọi nhà.